Những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc nhận được sự mến mộ khắp châu Á. Và đương nhiên, cùng với đó là khối tài sản cao ngất ngưởng. Gong Hyo-jin là một ví dụ. Hyo-jin là một trong những ngôi sao được trả thù lao cao nhất xứ Kim Chi. Điều thú vị là giống như hầu hết những người nổi tiếng Hàn Quốc khác, cô đầu tư phần lớn tiền của mình vào bất động sản. Năm 2013, Hyo-jin đã mua một tòa nhà 5 tầng với giá quy đổi ra khoảng 70 tỷ đồng. Năm 2018, cũng tòa nhà đó, diễn viên này bán đi và thu về gần 138 tỷ đồng, lãi gấp đôi. Theo tờ báo The Korean Herald, những giao dịch bất động sản hàng trăm tỷ có thể diễn ra một phần không nhỏ nhờ chính sách cho vay của các ngân hàng nước này. Các ngôi sao chính là những khách hàng VIP và các ngân hàng sẵn sàng cho họ vay từ 60% đến 80% giá trị các bất động sản. Năm 2020, một nữ ca sĩ chỉ có trong tay hơn 2 tỷ won, nhưng lại được một ngân hàng cho vay tới 10 tỷ won để mua một tòa nhà sang trọng. Những bất động sản này sau đó lại được cho thuê hoặc bán lại với giá cao. Giá của những căn hộ diện tích nhỏ tại các đô thị của Hàn Quốc cũng tăng chóng mặt. Trong vòng hơn 4 năm qua, giá nhà đất tại Seoul đã tăng tới 50%. Tính ra nếu nhịn ăn nhịn mặc và không chi tiêu một đồng nào cho bất cứ khoản gì khác, thì cũng phải mất tới 14 năm một hộ gia đình tại đây mới có thể đủ tiền mua nhà. Đừng nói tới mua nhà, mà tiền thuê nhà chúng tôi cũng sắp không trả nổi. Chúng tôi sẽ không bám trụ lại thành phố nữa, mà chắc sẽ về quê. Nhà ở là trọng tâm trong cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vừa qua. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol lúc đó đã cam kết sẽ dồn sức giải quyết tình trạng giá bất động sản quá đắt đỏ bằng cách xây mới 2,5 triệu ngôi nhà. Trong đó 300.000 nhà mới có giá rẻ hơn giá thị trường cho thanh niên trong độ tuổi 20 và 30 để giúp họ ổn định cuộc sống. Giá nhà tại Hàn Quốc trong vài tháng trở lại đây cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt một chút. Nhưng riêng tại thủ đô Seoul, chỉ số tâm lý của thị trường bất động sản vẫn có xu hướng tăng trong tháng 3, cho thấy đây vẫn là điểm nóng của giá nhà. Ống nhựa hoa sen đúng là vừa tốt vừa à. Lại bên trong. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến. Ống nhựa hoa sen, công nghệ châu Âu.